Đây là cái sàn thép phi 10 A100 2 lớp này các bạn. Thì bây giờ các bạn hỏi sàn phi 10 A100 người ta bố trí song song hay là sole Thì như các bạn đang thấy đây là chúng ta đang bố trí kiểu sole, có nghĩa là mình nói tới lớp dưới trước đi. Lớp dưới thì cây đầu tiên nằm ở đây, cách 200 nè, là cây tiếp theo nằm đây, và cây tiếp theo này nó nằm ở đây, đúng không? Lớp trên đó, thì có thể cách thứ nhất là ta bố trí như thế này, đó là sole, có nghĩa là cái lớp trên đó, cái này nè, nó có thể nằm đây, đúng không? Lúc đó thì hai lớp gọi là song song, còn hai lớp bạn thấy gọi là sole. Thì bây giờ các bạn thường thắc mắc chúng ta bố trí song song hay là sole. Các bạn, những gì chúng ta đang nhìn thấy là sole. Thì so về cái kết cấu, so về khả năng gọi là chịu lực á, thì sole hay song song nó cũng giống nhau thôi. Nó cũng là A ha. Tại vì bạn thấy khi mà chúng ta tính á, là tính moment ở dưới, moment ở trên tách biệt, không có gì là giống nhau chứ, tách biệt hoàn toàn. Cho nên á, là cái cây này chúng ta có bố trí sole hay là bố trí song song thì khả năng chịu lực nó cũng là giống nhau. Đó là nói về khả năng chịu lực. Còn nói về cái cách mà chúng ta gọi là mỹ quan á, thì như các bạn thấy sole nhìn rất là đều và nhìn nó rất là dày đó mà. Thì người khác nhìn người ta sẽ thích bắt thôi. Nhưng mà đó là đối với những người họ hơi ít biết về kết cấu, đúng không? Còn nếu mà chúng ta đã hiểu biết về kết cấu á, thì song song và sole nó cũng giống nhau, chả khác gì nhau cả. Đây các bạn thấy, ở lớp dưới nè, cây đầu tiên nằm đây, cây thứ hai nằm đây, cây thứ ba nằm đây. Ở lớp trên đó thì cây đầu tiên nằm đây, cây thứ hai nằm đây và cây thứ ba nằm đây. Thì cái cây này, lớp trên này nè, nó có thể chuyển từ đây sang đây cũng được. Lúc đó chúng ta chỉ có hai lớp song song. Còn cái này đang là hai lớp sole.